Nhắc tới nước sơn, mình nghĩ các bạn sẽ liên tưởng ngay đến những cái thương hiệu như là Dulux, Nippon hay là Jotun. Nhưng đó chỉ là những cái thương hiệu nổi tiếng từ ngoại quốc du nhập vào Việt Nam. Bạn có biết ngay ở Việt Nam chúng ta có một hãng nước sơn mà chất lượng đến nỗi được các nhà thầu tại Singapore chọn để xây dựng ra công trình Vivo City hay là các bệnh viện cấp quốc gia của họ? Thậm chí hãng nước sơn này còn làm được cả sơn chống đạn nữa các bạn. Và hôm nay chương trình giải mã kinh doanh tại Candy City sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện về sơn Cova, hãng nước sơn Việt Nam làm ra dòng sơn chống đạn đầu tiên trên thế giới. Vào năm 1993, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa đã bán con xe máy và nhà của mình ở Cần Thơ để có tiền mua vé sang Mỹ. Và chuyến đi đó với một mục đích duy nhất là nhận giải thưởng Kovalevskaya, một giải thưởng danh giá cho các nhà khoa học ứng dụng. Nghiên cứu của bà về sơn siêu chống thấm đã được cộng đồng khoa học gia trên thế giới công nhận. Động lực càng thêm mạnh mẽ nên bà Nguyễn Thị Hòa đã quyết định thành lập doanh nghiệp riêng chuyên về nước sơn chống thấm. Tên của doanh nghiệp lúc này đã được đặt theo tên của giải thưởng danh giá Kovalevskaya, tuy nhiên rút gọn lại thành Kova. Thời điểm năm 1994, tiến sĩ Hòa đã làm việc ngày đêm cùng các đồng nghiệp đến từ Mỹ để phát triển CT01, sản phẩm sơn chống thấm hoàn thiện để chính thức ra mắt thị trường. Tiến sĩ Hòa còn táo bạo hơn, bà đã chọn Singapore làm thị trường đầu tiên tiêu thụ sản phẩm. Sinh là một nước rất là khó chịu, vì ở đó yêu cầu của họ về chất lượng sản phẩm là rất cao. Chính điều này đã khiến tên tuổi của Kova lan tỏa khắp thị trường Đông Nam Á. Sơn chống thấm Kova cũng đã vinh dự vượt qua các phòng kiểm nghiệm chất lượng của TÜV BSB Singapore, đạt nhãn Green Label và đưa vào HDB listing của Bộ Phát triển ở Singapore. Bước đệm thành công tại thị trường Sing đã giúp bà Nguyễn Thị Hòa dễ dàng mang sản phẩm của mình sang các nước như Malay, Cuba, Campuchia, Indonesia và gần đây nhất là các nước châu Âu. Với sơn CT01 thì từ năm 1994 đến năm 2020 đã là CT11. Nhưng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa cùng đội ngũ R&D tại Kova vẫn luôn miệt mài mỗi ngày để nghiên cứu và sáng tạo những dòng sản phẩm độc đáo mới. Trong ngành sơn, vật liệu quan trọng nhất cần có để sản xuất là tetra ethoxysilane, tuy nhiên phải nhập ngoại và giá thì rất đắt. Để giải quyết bài toán về nguyên liệu nhưng chất lượng sản phẩm không được thấp hơn, tiến sĩ Hòa cùng đội ngũ R&D của Kova để chiến đấu trong phòng thí nghiệm từ 6 giờ sáng cho đến tối khuya. Nhận ra tiềm năng của vỏ chấu vì nano silicate tách ra từ vỏ chấu có thể dùng để tổng hợp được collodion, là một binder, chất trung gian có giá trị vô cùng lớn và dùng được cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Và bao nhiêu công sức, mồ hôi, cả nước mắt đã đổ ra. Họ đã thành công. Kova trở thành đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển được dòng sơn chống đạn làm từ vỏ chấu. Trong chuyến công tác tại Mỹ, tiến sĩ Hòa đã có dịp tham quan NASA. Tiến sĩ Hòa có giới thiệu đôi chút về dòng sản phẩm sơn Kova cho những người hướng dẫn đoàn nghe. Và người đó chỉ vào chiếc tên lửa gần đó và hỏi: có cái loại sơn nào á khi sơn lên tên lửa này thì đạn bắn không thủng không? Tiến sĩ Hòa trả lời dứt khoát: có, người Việt Nam làm được. Suốt 10 năm qua, bà lúc nào cũng lui tới với dự án nghiên cứu sản phẩm sơn chống đạn. Và sau một thập kỷ, họ trình làng lời giải. Thông thường, áo giáp cần sử dụng từ 20 cho đến 40 lớp vải Kevlar. Điều này khiến áo rất dày và nặng, chi phí làm áo cũng rất là cao. Nên sử dụng sơn chống đạn Kova để sơn lên các lớp vải này thì có thể giúp giảm được số lớp Kevlar xuống chỉ còn từ 4 đến 6 lớp. Sức mạnh chống đạn của áo không đổi, nhưng trọng lượng của áo được giảm đi khoảng 60-70%. Hiện tại, tập đoàn Kova đang được chuyển giao dần cho cháu của bà là Nguyễn Di. Thì Nguyễn Di sinh năm 1989, anh đang hoạt động với vai trò là CEO tại Kova Trading. Sau 5 năm điều hành Kova Trading, Nguyễn Di đã đưa doanh thu của tập đoàn tăng lên 30% và mở rộng thị trường sang các quốc gia như là Nga, này, Indonesia. Anh cũng được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 30 nhân vật tiêu biểu dưới 30 tuổi vào năm 2018. Thấy được sản phẩm nhà làm của mình rất tốt,
nhưng thiếu việc quảng bá hình ảnh cũng như tụt hậu so với các dòng sân ngoại, nên Nguyễn Di đã yêu cầu ban quản trị công ty thành lập Cova Trading, và đây chính là bước thay đổi diện mạo 360 độ cho tập đoàn Cova. Chúng ta đã được chứng kiến những chiến dịch quảng cáo rất nhân văn đến từ CEO Nguyễn Duy, với thông điệp tập trung vào tình cảm gia đình và những giá trị văn hóa Việt. Cova đã rất thành công với viral video Ngày con cài hoa trên ngực áo. Hiện video này đạt mốc hơn 4 triệu lượt view trên YouTube. Ngoài ra, chiến dịch Sơn Cova Tôi vẽ thành phố tôi cũng đã tác động rất mạnh mẽ đến những người dân sống tại thành phố Đà Lạt. Cova thậm chí còn đầu tư luôn cả phim ngắn, cụ thể là phim ngắn Tết 2019, Tết này có ba. Có thể thấy tập đoàn Cova đang từng bước giải bài toán nhận diện, vì đây là một thương hiệu Việt cực kỳ chất, và hơn bao giờ hết, người dân Việt chúng ta nên biết về Cova giống như cách mà chúng ta biết về Vingroup, về Trung Nguyên hay là về BTS. Bạn nghĩ gì về dòng sơn Cova? Và nếu như các bạn muốn biết Cova lớn như thế nào thì các bạn hãy ghé thăm Cova Center tại địa chỉ 92GH Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh. Ở đây có một cái khu phức hợp của Cova rất là to và không thua kém gì những cái tòa nhà Vingroup đâu các bạn. Và hy vọng là những cái thông tin trong chương trình giải mã doanh nghiệp này cũng mang lại cho các bạn nhiều giá trị hữu ích. Thì nếu như các bạn mà muốn bọn mình giới thiệu hay là giải mã thêm về những doanh nghiệp Việt nào nữa thì hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ là ấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của KDCT nhé. Bye!